Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Tôi là Duyên và bạn đồng hành với tôi là anh Quang cùng đến từ khối quản lý tài sản. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng trao đổi với nhau về câu chuyện quản lý tài chính trong hôn nhân. Đó là một câu chuyện của một người bạn giấu tên. Nguyên văn bạn có chia sẻ câu chuyện của bạn đó là: mình đang muốn tìm hiểu về kinh nghiệm quản lý tài chính trong gia đình. Trong hai vợ chồng mình thì mình có mức thu nhập ổn định, chủ yếu là lương là 20 triệu trên một tháng. Còn người kia là chồng thì có thu nhập trong kinh doanh nhỏ và làm tự do. Thu nhập giữa các tháng không đều nhau, nhưng trung bình thì một tháng là khoảng 25 triệu trên một tháng. Chi tiêu trong gia đình rơi vào khoảng 15 triệu trong một tháng. Mình muốn tìm giải pháp hiệu quả trong việc quản lý tài chính trong gia đình, trong trường hợp hai vợ chồng muốn thu gom thu nhập về một mối để quản lý chung. Ví dụ như là mình giữ không muốn phân biệt tiền chung, tiền riêng và cũng không muốn phải phân chia kiểu như chồng chi khoản ABC còn vợ chi khoản XYZ một cách rạch ròi quá. Mình đang nghĩ đến những option dưới đây nhưng lại băn khoăn chưa biết cách nào có thể hiệu quả về mặt tài chính trong gia đình. Rất mong nhận được tư vấn từ các anh chị và các bạn. Những option của bạn, bạn có đưa ra 6 option. Thứ nhất đó là tiền chồng kiếm được, chồng giữ lại một khoản to to để chi cho công việc kinh doanh, còn lại bàn bạc với vợ. Phần còn lại thì chồng đưa cho vợ. Với lương của vợ cộng với tiền của chồng thì vợ chi tiêu trong gia đình, còn dư thì đem gửi tiết kiệm. Trường hợp này nếu chồng quản lý tài chính không tốt hoặc không trung thực thì có thể dẫn tới việc đưa về cho vợ ít tiền hơn mức có thể. Option thứ hai đó là dùng tiền lương của vợ để chi tiêu dùng trong gia đình. Chồng kiếm được đồng nào sau khi trừ đi chi phí thì sẽ đưa cho vợ, vợ mang gửi tiết kiệm. Trường hợp này, chồng có thể chủ động đưa tiền cho vợ theo hàng tháng hoặc là vài tháng một lần, không ảnh hưởng đến chi tiêu của gia đình. Tương tự như option 1 thì trường hợp này nếu chồng quản lý tài chính không tốt thì cũng có thể dẫn tới việc đưa về cho vợ ít tiền hơn mức có thể. Về option thứ 3 đó là chồng kiếm được đồng nào thì mang về đưa vợ, xong lúc cần chi tiêu cho công việc kinh doanh thì vợ sẽ đưa từng khoản tiền nhỏ, kiểu duyệt chi với lương của vợ, tiền của chồng đưa. Vợ sẽ chi tiêu trong gia đình, còn dư thì vẫn gửi tiết kiệm. Trường hợp này thì vợ cần để ý tới thu chi của việc kinh doanh của chồng, đôi khi còn như là thủ quỹ. Cách này thì có thể dẫn tới việc bất đồng giữa vợ và chồng do vợ can thiệp sâu vào công việc kinh doanh của chồng. Option thứ 4 đó là chồng kiếm được đồng nào thì mang về đưa hết cho vợ, chỉ giữ lại một ít để chi tiêu cá nhân, xong hàng tháng thì vợ đưa một khoản to to để chồng tự cân đối chi tiêu cho công việc kinh doanh. Kể cả công việc của chồng đang gặp khó khăn, nếu khoản của vợ đưa chưa đủ trong công việc thì chồng sẽ báo. Với lương của vợ cộng với tiền của chồng thì vợ chi tiêu gia đình, còn dư thì vẫn gửi tiết kiệm. Tại option thứ 5 đó là phân định chồng sẽ chi trả cho vài khoản trong gia đình, vợ chi vài khoản. Việc phân định này sẽ điều chỉnh theo hàng tháng, phụ thuộc vào thu nhập của chồng, còn lại tiền dư thì sẽ nộp quỹ chung và gửi tiết kiệm. Option thứ 6 đó là ấn định một mức lương cố định cho chồng, ví dụ như 15 triệu trên một tháng. Chồng hàng tháng mang lương về nhà, sau đó phân công việc kinh doanh sau khi trừ đi chi phí. Nếu còn lãi thì chồng sẽ mang về đưa vợ. Option này bị vướng ở chỗ đó là có những tháng chồng không thể có thu nhập ở mức kia để mang về ổn định. Option thứ 7 đó là một option khác mà bạn muốn hỏi chuyên gia nếu có để đưa ra lời khuyên cho bạn. Vậy thì với trường hợp của bạn thì anh Quang có chia sẻ gì cho bạn về cái kế hoạch thu chi quản lý tài chính trong gia đình của bạn? Mình nghĩ là bạn ấy đưa ra rất là nhiều option, nhưng mà tuy nhiên thì mình muốn tiếp cận trên một cái nền tảng nguyên tắc tổng thể trước. Đầu tiên là xét về mặt nguyên tắc thì theo những cái thông lệ mà tốt nhất của những chuyên gia mà nghiên cứu về cái tài chính trong hôn nhân ấy, thì nó có 5 cái rule khá là quan trọng để mà đảm bảo một cái tài chính của hôn nhân nó được bền vững, tạo một cái nền tảng bền vững. Đó là thứ nhất là phải dựa trên một nền tảng là hoàn toàn minh bạch với nhau, hai vợ chồng đều thường xuyên nói về câu chuyện tài chính, ai cũng nắm được tình hình của nhau hết. Đó là một. Cái thứ hai là nên có một cái kế hoạch tài chính cùng với nhau tổng thể của cả một cái gia đình, chứ không nên phân biệt rạch ròi là của chồng hay của vợ. Đó là nguyên tắc thứ hai. Thứ ba là nên có một cái kế hoạch ngân sách về chi tiêu này kia, các loại như nào, là cái đó là hai vợ chồng phải thống nhất, bàn bạc và làm cùng với nhau. Một nguyên tắc thứ tư là tất cả những cái khoản tiết kiệm đầu tư của mình như nào thì phải gắn với lại là cái kế hoạch cho tương lai. Chúng ta đầu tư cái đó là để vì mục tiêu gì,
mua một ngôi nhà hay là để tự do tài chính cùng với nhau hay như nào đó. Và cuối cùng có một nguyên tắc nữa là trong mọi trường hợp là chúng ta nên đặt ưu tiên cái mối quan hệ vợ chồng lên lên trên ưu tiên hơn là chuyện tiền bạc. Đó là năm cái nguyên tắc quan trọng. Thế thì bây giờ để áp dụng năm cái nguyên tắc đó vào trong cái thực tế thì mình nghĩ là đôi vợ chồng của gia đình này không nên tính toán rạch ròi nữa, mà có thể nhờ các chuyên gia của VNRE là giúp cho lập cái kế hoạch tài chính, tức là wealth planning và investment planning cùng với nhau. Và tốt nhất là hai vợ chồng cùng đến gặp một wealth planner của VNRE làm trên cùng một cái hệ thống, đúng không? Trong đó thu nhập cũng là chung của hai vợ chồng như nào, cùng đóng góp ra sao, và chi tiêu cũng là tính tổng thể, từ cái tổng thu nhập đã trừ ra thì còn lại bao nhiêu đưa vô tiết kiệm đầu tư là cũng vì mục tiêu chung của cả gia đình. Và cái kế hoạch quản lý đầu tư như nào thì cũng để thực hiện cái mục tiêu đó cùng nhau. Đương nhiên là trong quá trình mà áp dụng thực tế thì có thể linh hoạt, ví dụ như chẳng hạn là người vợ mà giỏi hơn trong việc kiểm soát chi tiêu thì là vợ có thể làm cái phần là kiểm soát cái tài chính đó hàng tháng, thu chi như nào vân vân, làm ngân sách vân vân, thì vẫn có thể kê phần đó. Thế còn lại thì cái phần mà về đầu tư ấy, thì nếu mà ví dụ như chồng cho đầu tư hơn thì có thể quản lý cái tài khoản đầu tư chung, nhưng mà tất cả các cái tài khoản đó đầu tư vào thời gian nào, số liệu ra sao, kết quả như nào thì hai vợ chồng đều phải được tiếp cận thông tin cùng nhau. Đấy. Tóm lại là phải dựa trên một nguyên tắc là hai vợ chồng thường xuyên trao đổi về câu chuyện tài chính cùng nhau và vì mục tiêu chung, chứ không có sự phân biệt rõ ràng. Và các chuyên gia cũng có thể cũng hay chia sẻ với nhau là một khi mà hai vợ chồng đã hoàn toàn nói chuyện thoải mái về chuyện tiền bạc tài chính với nhau thì họ có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống này. Như vậy là theo anh Quang có chia sẻ thì cái cách tốt nhất để cho có một cái kế hoạch tài chính đó là hai vợ chồng sẽ cùng nhau đồng thuận để có thể lên một cái kế hoạch tài chính về thu chi này, hay là xây dựng các loại tài sản trong kế hoạch tài chính và có những cái mục tiêu tài chính rõ ràng và cụ thể và cùng nhau thực hiện cái kế hoạch đó, đúng không ạ? Vậy thì khi gia đình bạn xây dựng được cái kế hoạch thu chi thì trong cái kế hoạch thu chi đó thì có các kênh tài sản đầu tư, đúng không anh Quang? Như trong bạn chia sẻ thì bạn gia đình bạn mới chỉ tiếp cận đến kênh đầu tư là gửi tiết kiệm. Vậy thì anh Quang có thể giới thiệu cho gia đình bạn xem là có kênh đầu tư gì khác để gia đình có thể thực hiện cái mục tiêu tài chính của mình nó tối ưu hơn và hiệu quả hơn. Trong cái cách làm kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư của VNRE thì VNRE luôn muốn hướng khách hàng đến một cái mục tiêu tối thượng là xây dựng được sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. Thì trong đó một yếu tố cốt lõi là ngoài cái trụ cột là có một kế hoạch tài chính vững vàng rồi thì rất là chú trọng tới xây dựng các cái loại tài sản cơ bản. Thì trong đó là các loại tài sản như là tài sản phòng vệ, một cái quỹ thanh toán nhanh, một cái quỹ thanh toán trong trường hợp nó xảy ra những cái tình huống thì phải có cái quỹ emergency fund đó. Thứ hai là phải có cái bảo hiểm đầy đủ, gồm cả bảo hiểm y tế, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và bảo hiểm nhân thọ. Tiếp theo là phải xây dựng được một cái kế hoạch tích sản hưu trí, mà trong đó có thể mua các cái sản phẩm tích sản hưu trí của VNRE thì chúng ta có một cái kế hoạch an tâm khi mà chúng ta muốn nghỉ hưu sớm chẳng hạn, hay là độc lập tài chính. Khi có loại tài sản đó rồi thì bắt đầu chúng ta hướng tới những cái loại xây dựng các loại tài sản khác mà người ta bảo là goal pay investing, tức là kế hoạch đầu tư theo những cái mục tiêu cụ thể, ví dụ như có thể là mua nhà, mua các loại tài sản gì đó, và hoặc là đầu tư để tăng trưởng cái tài sản của mình, cũng như là xây dựng các cái loại tài sản mà có thể mang cho chúng ta các cái nguồn thu nhập thụ động hoặc là tận dụng những cái cơ hội tốt trong cái kinh doanh. Thì nếu mà để xây dựng một kế hoạch đầu tư lâu dài như vậy thì tiết kiệm không chắc chắn nó sẽ không đủ đâu, và cũng không thể bù được cái trực giá của lạm phát. Thì có thể là trong cái kênh này thì gia đình này nên cân nhắc thêm có nhiều cái khoản kênh đầu tư khác. Bây giờ thì có rất là nhiều lựa chọn, ví dụ như là có thể cân nhắc nếu mà bạn ấy chưa giỏi về kiến thức về đầu tư thì có thể lựa chọn đầu tư thông qua các cái quỹ mở, trong đó là có các chuyên gia người ta có kinh nghiệm trên thị trường rồi, có thể quản lý cho chúng ta một cái danh mục đầu tư mà trong đó các loại tài sản đủ để mà có cái độ gọi là diversify, tức là theo kiểu là có tính đa dạng hóa rồi để giảm thiểu được rủi ro. Và thông qua cái việc mua chứng chỉ quỹ mở thì đôi vợ chồng này có thể học được cái cách đầu tư như nào. Cái việc mà nâng cao kiến thức đầu tư của mình ban đầu thì cũng là một cách rất là tốt. Thì sau khi mà có kiến thức rồi thì có thể kết hợp, ngoài là mua chứng chỉ quỹ mở thì đôi gia đình này có thể tự mình chọn lọc các cái cổ phiếu hay là các loại trái phiếu để xây dựng thêm một cái danh mục đủ cái độ đa dạng. Thì như vậy thì với cái kế hoạch đầu tư và loại tài sản như vậy thì sẽ giúp cho cái lợi suất nó tối ưu hơn so với chỉ mỗi cái kênh tiết kiệm không.
Như anh Quang chia sẻ thì ngoài trong cái kế hoạch tài chính của bạn thì bạn có thể xây dựng nhiều cái mục tiêu đầu tư và các loại tài sản. Tuy nhiên thì có 3 cái loại tài sản mà trong kế hoạch tài chính nên có, đó là tài sản phòng vệ đúng không ạ? Thứ hai là xây dựng cái tài sản tích sản hưu trí. Thứ ba là mua bảo hiểm. Ngoài ra thì nếu như mà gia đình bạn muốn hướng tới các mục tiêu đầu tư khác thì có thể xem tham khảo đến những cái kênh đầu tư nhiều hơn như là chứng chỉ quỹ, cổ phiếu, trái phiếu. Nhưng tuy nhiên thì để mà có thể tham gia được các kênh đầu tư đó thì gia đình bạn phải có kiến thức về đầu tư. Nhưng có một kênh mà anh Quang có nói, đó là về chứng chỉ quỹ thì bạn không cần có kiến thức. Và thông qua cái kênh đầu tư chứng chỉ quỹ đó thì các chuyên gia sẽ đầu tư giúp gia đình bạn. Và thông qua đó thì bạn cũng có thể học hỏi, lấy kinh nghiệm từ các chuyên gia. Sau đó khi mà gia đình bạn đã đủ kinh nghiệm về đầu tư rồi thì có thể tự mình lựa chọn những cái mã cổ phiếu, trái phiếu để tự đầu tư để đạt hiệu quả cao nhất. Vậy thì đây là một trường hợp của bạn. Nhưng mà trong thực tế thì có rất nhiều những cuộc hôn nhân mà cái vấn đề tài chính là một vấn đề gây tranh cãi khá là nhiều. Thì anh Quang nghĩ là trong cái hôn nhân thì cái vấn đề tài chính mà các gia đình thường gặp mắc phải sai lầm là gì ạ? Có một cái nghiên cứu thống kê trên thế giới về những cái trường hợp mà hôn nhân không thành công thì cho vấn đề về tài chính cũng đóng góp một phần khá là nhiều. Thế thì người ta nghiên cứu từ những trường hợp đó là người ta thấy nó mắc những cái sai lầm chung như này. Thứ nhất là nói chung là người ta không có trao đổi với nhau một cách minh bạch xung quanh vấn đề về chuyện quản lý tài chính như này. Đó là cái bao trùm tất cả luôn. Ngoài ra cụ thể hơn là như này, nghĩa là người ta quá rạch ròi về cái chuyện là tiền của chồng và tiền của vợ, thế là rạch ròi quá thì cũng là một cái yếu tố mà có thể được tính vào gọi là sai lầm. Cái thứ hai là người ta có cái sự bất đồng về cái lối sống. Ví dụ như người thì thích kiểu dùng những cái thứ xa xỉ quá mà nó lại không tương xứng với cái thu nhập chẳng hạn. Người thì lại có một cái lối sống khác thì nếu mà không giải quyết được cái bất đồng đó thì cũng là một cái kiểu mà mắc sai lầm trong vấn đề về ảnh hưởng đến tài chính. Và có một cái sai lầm nữa là để cho cái cá tính riêng của từng người, cái sự khác biệt đó nó ngăn cách giữa họ. Ví dụ như là thông thường là cái cá tính khác nhau thì bản thân nó không phải là vấn đề, nhưng mà vấn đề là từ cái sự khác nhau đó họ lại không lắng nghe cái đối tác của mình để mà cùng có một cái giải pháp sao mà nó chung lại, thì chính cái đó mới là cái mà gây ra thực sự vấn đề trong cái chuyện mà tài chính nó như nào. Một cái sai lầm nữa là họ để cho cái mức lương, cái mức thu nhập giữa khác biệt giữa hai người nó là thành một cái vấn đề, đúng không? Lẽ ra là khi mà kết hôn thì họ phải nhìn coi như đó là một cái chung, đúng không? Nhưng mà người mà thu nhập cao lại có sự phân biệt được người thu nhập thấp trong gia đình và vợ chồng, thì lúc đó nó lại thành vấn đề hôn nhân càng ngày càng xa. Một cái sai lầm tiếp theo nữa là họ có những hành động thiếu trung thực trong vấn đề về chuyện tiền bạc của mình như thế nào. Đó. Ví dụ như họ có thể là giấu, có những cái quỹ riêng, mua những loại tài sản riêng mà không có minh bạch với cái đối tác của mình, đúng không ạ? Thì đó là một vấn đề tạo ra cái sai lầm khá lớn. Ngoài ra thì có thêm một vấn đề nữa là trong hôn nhân bao giờ cũng có những đứa trẻ trong đó nữa. Đấy, thì cái chuyện mà bất đồng về cái chuyện là tài chính cho đứa trẻ như nào thì nó cũng, nếu mà không được giải quyết tốt thì nó cũng tạo không ngăn cách cho hai vợ chồng. Tóm lại là nhìn chung là cái sai lầm lớn nhất trong hôn nhân đó là gì? Người ta không có thực sự là minh bạch và trao đổi với nhau một cách thẳng thắn, đúng không? Và đôi khi người ta để chuyện tiền bạc nó quan trọng hơn là cái hạnh phúc thực sự của hai vợ chồng, thì nó sẽ gây ra vấn đề. Vậy thì anh Quang cũng có chia sẻ một vài những cái sai lầm thường mắc trong vấn đề tài chính trong hôn nhân. Thì để giải quyết những cái sai lầm đó thì các bạn có thể đến VN Direct để tham gia vào cái lên kế hoạch tài chính của VN Direct. Sau đó vậy thì anh Quang có chia sẻ những sai lầm trong tài chính cá nhân của hôn nhân. Thì để giải quyết những cái sai lầm đó trong cuộc hôn nhân của mình thì các bạn có thể đến VN Direct để tham gia vào cái sản phẩm Wealth Planning hay là lập kế hoạch tài chính cá nhân cho gia đình mình, để cả hai người có cùng một cái nhìn chung về tài chính và cùng xây dựng cái kế hoạch thu chi hay là các loại tài sản. Thì khi đó thì cái tài chính của gia đình mình sẽ lớn mạnh hơn và sẽ không có những cái vấn đề trong hôn nhân về tài chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc các bạn có một buổi tối hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.